Xin chào bạn Nguyễn Phi Hùng. Theo yêu cầu của bạn thì shop sẽ tiến hành gói hàng, quay video gói hàng cho bạn. Bạn có thể nên xem video các sản phẩm của bạn nhé. Đầu tiên là hai nốt con ma. Hai bút tháp. Hai bút kẹo bông. Hai bút ống hút. Hai bút xít, hai bút kiếm, hai bút gấu ăn bánh, hai bút mèo Kitty, hai bút hamburger, hai bút trứng người, hai bút trúc, hai bút kiến ăn, hai bút chân mèo, hai bút Doraemon gương, hai bút đầu gấu, hai bút đầu mèo, hai bút máy ảnh, hai bút mèo đen tai xanh, hai bút chú lừa và hai bút kính. Và với đơn hàng của bạn thì shop có tặng thêm cho bạn hai cây bút gấu ăn bánh và kèm thêm 5 ruột bút nữa các bạn nhé. À, 5 ruột bút. Và giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Các bạn có thể nhìn thấy shop có hàng rất là cẩn thận, bọc cả túi chống sốc, như vậy sẽ đỡ làm ảnh hưởng đến các cái cây bút. Đây là thiếu hàng và đây là mã vận đơn của bạn. Bạn Phi Hùng này ở Bình Phước nên thời gian gửi sẽ là khoảng 6 đến 9 ngày bạn sẽ nhận được hàng nhé. Rồi, như vậy là shop đã gói xong gói hàng của bạn và ngày mạng sáng mai shop sẽ tiến hành gửi hàng cho bạn. Khi nào bạn nhận được hàng bạn báo cho shop biết nhé. Shop xin cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Chào các bạn.